Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 24 tây tháng 2 Bây giờ là khoảng hơn 6 giờ tối một chút ở Cali Thì chúng ta hôm nay lại tiếp tục nhìn về những cái thông tin liên quan đến thị trường này Cũng như là chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ Thì các bạn thấy được là sau khi Bitcoin tiếp tục điều chỉnh ngày hôm qua Thì hôm nay đã không tiếp tục điều chỉnh nữa Chúng ta thấy được là Bitcoin bây giờ vẫn trên cái mức là 50.000 đô Có thể nói là nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đến giờ các bạn sẽ thấy được là mỗi lần khi mà Bitcoin đi xuống dưới 50.000 đô đó thì chỉ ở dưới mức này chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi sau đó các bạn thấy được là giá lại được đẩy ngược trở lên mỗi lần mà đi xuống dưới 50.000 đô thì cái lực mua vẫn còn rất là mạnh và các bạn thấy được là vẫn tiếp tục được đẩy lên trên 50.000 đô ở thời điểm hiện bây giờ có thể nói là thì bây giờ Bitcoin có thể tiếp tục xuống hay là không thì đương nhiên là có thể nhưng mà chúng ta thấy được là cơ hội này đối với bây giờ là không có cao tại vì chúng ta thấy được là trên thị trường bây giờ là không có tin tức xấu thậm chí chúng ta nhận được những thông tin tốt như liên quan tới theo đời ngày hôm qua cũng như là chúng ta thấy được là hiện bây giờ khi mà chúng ta nhìn về một lát nữa chúng ta sẽ nói tới đồng đô một lát nữa nhưng mà thuận muốn nhìn về cái tình hình của những ổn định thì các bạn thấy được động định đang được tiếp tục đẩy lên trên sàn rất là nhiều có thể nói là trong vòng ngày hôm qua tới ngày hôm nay thì rất nhiều và rất nhiều độ ổn định được đẩy lên trên sàn có thể nói là trong vòng một ngày thường như được rất là nhiều những cái thông báo đến từ tục khoan à, đây là những thông báo mà mới nhất mà thôi chúng ta không nói tới những thông báo mà hồi sáng này từ 12 giờ trưa tới bây giờ các bạn thấy là 12 giờ 12 giờ rưỡi 1 giờ 3 giờ 3 giờ 20 3 giờ 49 3 giờ 57 rất nhiều thông báo bởi tục khoan ngày hôm nay có nghĩa là rất nhiều và rất nhiều người đưa động định lên trên sàn để làm gì đương nhiên động định đưa lên sàn thì đương nhiên là để chờ sẵn để có cơ hội mua Bitcoin câu hỏi là họ sẽ mua với cái giá hiện bây giờ để tiếp tục hỗ trợ giá đẩy lên hay là họ sẽ tiếp tục chờ khi nào mà Bitcoin xuống dưới 50.000 đô thì lại tiếp tục mua đây là cái tình hình hiện bây giờ các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì cái lực mua dưới 50.000 thì đó vẫn là một cái lực mua rất đáng kể ở thời điểm hiện bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung thị trường đi hôm nay thì đương nhiên có đồng lên cái đồng xuống nhưng mà có thể nói là không có màu đậm, các bạn thấy là trên trang web coin360 màu càng đậm có nghĩa là phần trăm càng nhiều. đương nhiên màu xanh càng đậm thì tăng càng mạnh, màu đỏ càng đỏ thì là càng đi xuống nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì có xanh có đỏ. Chúng ta nhìn vào một số những cái đồng lớn thì các bạn thì được ngày hôm nay thì bitcoin cái giá cả thì bây giờ đó cũng không khác gì nhiều so với cái giá cả 24 giờ trước đây vẫn xoay ở mức là khoảng 50.000 tới 51.000 à, và chúng ta thì được là vốn hóa bitcoin hôm nay giống như là ngày hôm qua cũng đã đi xuống dưới 1.000 tỷ đô la nhưng mà nếu như cứ tiếp tục tăng lên vậy thì nghĩ là chúng ta lại sẽ qua không một nghìn tỷ đô la rất là nhanh chóng Ethereum thì cũng có cái sự hồi phục nhẹ các bạn thấy được bây giờ là khoảng một nghìn sáu trăm ba mươi sáu binance coin một đồng, đồng mà có sự tăng trưởng rất là mạnh các bạn thấy được là trong vòng hai mươi bốn giờ qua cái sự tăng trưởng đã là hai trăm năm mươi bốn đô rồi các bạn thấy được đã trở về cái mức là hai trăm năm mươi bốn đô tăng tổng cộng là tám 3 ba phần trăm tether chúng ta sẽ không nói tới cardano các bạn thấy được đã tăng ba 3 ba phần trăm trước cái ngày ha phố thường sẽ chia sẻ thêm vào một cái video ngày mai à, các bạn thấy được là Polkadot hay là XRP thì có cái sự xuống giá à, Litecoin thì không có sự di chuyển Chainlink thì tăng 1,8 phần Bitcoin Cash thì xuống 1,5 phần và các bạn thấy rồi có hợp đồng mà có sự tăng trưởng rất mạnh thu nói mạnh ở đây tại vì các bạn thấy những đồng lớn ngày hôm nay đó thì ngoại trừ là đồng Binance Coin tăng 8% ra phần lớn thì tăng 1% hay là tăng 3% nhưng mà còn phần còn lại đó những đồng lớn thì xuống khoảng chừng 5 6% nhưng mà chúng ta thấy được là Dogecoin lại tăng 13,8% tại sao mà Dogecoin trong vòng 24 giờ qua lại tăng 13,8% tại vì các bạn thấy được là Elon Musk lại tiếp tục tweet thuyết về Dogecoin nữa và những cái thuyết này đó thường nó go viral rất nhanh nghĩa là mỗi lần mà Elon Musk thuyết thì rất nhiều người retweet và comment để hình các bạn thấy được là hiện bây giờ cái số lượng uh, người mà quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuận Capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook, Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital nhưng mà nào mà xem cái chương trình YouTube này các bạn có thể là nhận được những cái ưu đãi trong đó bao gồm như là các bạn có thể nhận bonus khi mà đăng ký thông bộ liên của Thuận Capital hay là các bạn được giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông bộ liên của Thuận Capital cho những cái dịch vụ mà có tên tuổi như là sàn Binance, sàn Binance US, sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn LMT, một sàn mà có copy trade là một sàn margin và các bạn cũng có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi để làm cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số vào để nhận lại hàng tháng hay là ứng dụng CryptoCoin đây là một cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain thì những bạn nào có hứng thú thì cứ bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và ở phần cuối cái video này tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ thêm thông tin với các bạn và nhiều người thì có thể là cảm thấy nhàm chán tại vì elon musk cứ như bây giờ đó làm hoài cứ liên tục đưa ra những cái thuyết liên quan tới dogecoin nhưng mà tôi nghĩ đây cũng là một cách để cho nhiều người hứng thú đến thị trường này các bạn thấy được là người ta sẽ tò mò tìm kiếm dogecoin và đương nhiên sẽ từ từ dẫn dắt người ta vào trong thị trường crypto này đây cũng là một trong những điều mà tôi cảm thấy là cũng rất tốt nói chung ở trong thị trường này đương nhiên nhiều bạn hỏi thường là có nên đầu tư dogecoin hay không thì đó là quyết định của mỗi cá nhân mà thôi đây là một cái đồng mà các bạn thấy là một cái thuyết của Elon Musk có thể dẫn đến là giá cả tăng trưởng mạnh hay là đi xuống mạnh à, và các bạn thấy được là không chỉ riêng Elon Musk mà cách đây là vài tháng khi mà các bạn thấy là cái phong trào Dogecoin ở trên TikTok đã dẫn đến giá cũng tăng mạnh nhưng mà lại đi xuống rất là mạnh cho nên các bạn cần phải cẩn thận đối với đồng Dogecoin này nhưng mà nhiều người thì lại cảm thấy đây là một cái trò đùa cũng không gì gọi là quá nguy hại cho nên nhiều người có thể nói là cũng không quan tâm nhiều có thể là bỏ 100 đô mua đồng Dogecoin để mà có thể tham gia vào cái phong trào này và cứ nhiều người bỏ mất tiền như vậy cho nên các bạn mới thấy được là giá Dogecoin có thể là giữ giá cho tới bây giờ các bạn thấy được là giá Dogecoin bây giờ vẫn là 0,05 có nghĩa là 5 cent trong khi mà chúng ta nhìn vào cái đồng Dogecoin này chúng ta nhìn vào cái thời gian là 90 ngày qua đi thì các bạn thấy được là trước khi mà có cái uh, sự hứng thú đến từ Elon Musk thì đồng này là 0, 0,004 có nghĩa là các bạn thấy được là cái con số rất là nhỏ 0,004 cent 0,005 cent vào đầu năm nay Đầu năm nay thì chỉ có 0,005 cent thôi mà bây giờ các bạn thấy đã lên tới cái mức cao là cao hơn 8 cent Bây giờ đã đi cho xuống cái mức là gần như là 6 cent Có đi nói cái sự tăng trưởng rất là nhiều Có thể các bạn không quan tâm đến Dogecoin nhưng mà nếu như mà những bạn nào mà thực sự là đã tin tưởng và tham gia vào cái đợt pump mà từ cái mức là 0,005 cho đến cái mức bây giờ thì bạn đã thấy là các bạn lời như thế nào rồi trong cái thời gian chúng ta thấy được là 30 ngày thôi là đã tăng 581% trong vòng một năm qua đồng đô xanh này đã tăng phần 097 Chúng ta bây giờ hãy nhảy qua để mà nói về những cái tài liệu ngày hôm nay thì nghĩ là một trong những cái điều mà nhiều bạn muốn thường cập nhật nhất đó chính là liên quan tới cái tên hình bây giờ đó. Thì cái chỉ số NUPL là như thế nào Thì các bạn thấy đây là chỉ số mới nhất Thì như là chúng ta cũng đã biết là sau khi mà điều chỉnh á, Điều chỉnh rất là đúng lúc các bạn thấy đời chúng ta Gần như là giảm vào cái dùng màu xanh dương Là 0,748, 748 0 là chúng ta đi vào dùng màu xanh dương rồi Nhưng mà sau đó lại có Cái đợt điều chỉnh này đến rất là đúng lúc Các bạn thấy là không tiếp tục tăng nữa Cái đường màu xanh lá cây này mà đi ngược trở xuống Và bây giờ chúng ta thấy là chúng ta xuống tới cái mức tới ngày hôm nay là 0,7 coi như là bây giờ chúng ta đã đỡ lo hơn đỡ lo hơn thôi chứ bạn thấy được là 0,7 cũng là một cái khoảng cách rất là gần 0,7 năm chúng ta thực sự muốn thấy là xuống khoảng chừng là 0,6 nhưng mà 0,7 thì nếu thường trở lại cái thời điểm trước đây đó thì 0,7 lần cuối cùng các bạn thấy là 0,7 là khi nào các bạn thấy là 0,682 đó chính là lúc mà giá Bitcoin là khoảng 38.904 thì 0,7 cho là khoảng 40.000 đi thì bây giờ giá Bitcoin các bạn thấy được là khoảng gần như 51.000 mà ở cái mức là 0.7 thì chúng ta thấy được là Bitcoin đã có thêm khoảng cách 10.000 đô nữa có thể là từ cái mức này các bạn thấy được là 0,686 là là 39.000 cho là 40.000 đi tới cái mức mà chúng ta gần đụng là 57.000 có nghĩa là các bạn thấy là tăng chiều khoảng chừng là gần như 20.000 thì nếu như tính theo cách đó thì bây giờ giá Bitcoin là ở cái thời điểm mà chỉ số này chụp lại là 49 6 Năm 2 thì cộng thêm khoảng 20.000 thì chúng ta có thể tới cái mức là gần như là 70.000 Trước khi mà chúng ta thấy cái chỉ số NUPL này lại muốn chạm vào cái dùng màu xanh dư nữa Đây là điều chúng ta sẽ tiếp theo dõi nhưng mà ít ra thời điểm bây giờ cũng cho chúng ta thêm khoảng cách 10.000 đô nữa Và đương nhiên nếu Bitcoin cứ tiếp tục đi hàng ngang hay là điều chỉnh xuống một chút là một điều rất là tốt đối với cái chỉ số này Nhưng mà một trong những chỉ số mà thường cảm thấy là thuận quan tâm hơn thời điểm này chỉ số mà làm thường khá lo ngại ngày hôm qua đó chính là cái chỉ số uh, liên quan tới cái uh, phần trăm lợi nhuận của những người mà bán cái cổ phần của Trayscale thì tại sao chúng ta lại quan tâm đến cái phần trăm lợi nhuận của những người mà bán cổ phần của Trayscale? Tại vì Trayscale là một công ty mà các bạn có thể biết là đầu tư rất nhiều ở trong thị trường crypto này thu mua rất nhiều Bitcoin, Ethereum và lý do tại sao mà công ty Trayscale này nổi là như vậy đó là tại vì rất là nhiều người họ đi thu mua Bitcoin tại vì khi các bạn muốn có cổ phần rayscale thì các bạn có thể là một là đẩy tiền vào công ty để có thể là mua cổ phần sau đó bán trên sàn giao dịch còn hai là các bạn có thể là để bitcoin vào và nhiều người thì lựa chọn là đi thu mua bitcoin sau đó đưa cho công ty rayscale đổi bitcoin lấy cổ phần của công ty Rayscale và sau đó bán ở trên thị trường và khi mà họ bán như vậy đó họ sẽ được cái phần tiền lời à, và các bạn thấy được nhiều khi khi mà họ vừa đưa Bitcoin cho Rayscale sau đó bán cổ phần đó họ có thể lời lên tới là 16% hay là các bạn thấy là những đợt mà yếu hơn thì khoảng chừng là 12% hay là khoảng chừng 10% nhưng mà gần đây thì các bạn thấy được đó là cái phần trăm mà họ có lời đã giảm xuống cái số âm là 0,67 nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đã trở lên là 3,07 tuy là không tốt lắm nhưng mà ít ra chúng ta muốn thấy được là cái đường mà cam này tiếp tục tăng trưởng có nghĩa là càng có lời thì càng nhiều người đi thu mua bitcoin để mà đưa cho công ty Grayscale khiến cho là cái nguồn cầu tăng lên gây áp lực cho giá cả khi cho giá cả tăng lên và càng nhiều người đi thu bitcoin đưa cho công ty Grayscale thì họ lại càng bán có lời trên thị trường khi mà họ bán cổ phần của công ty Grayscale sau đó họ lại lấy cái tiền đó đi thu một bitcoin để mà đưa lại cho công ty Grayscale để tiếp tục bán cổ phần để có lời nữa thì cứ như vậy các bạn thấy được là cái áp lực mua Bitcoin rất là cao. Đó chính là điều chúng ta thấy xảy ra trong vòng mấy tháng qua khiến cho giá cả tăng lên rất là mạnh và nhiều bạn sẽ nói là tại sao mà họ lại làm như vậy? Những người mà đi thu mua à, cổ phần của Grayscale tại sao lại phải mua với cái giá là 16% mắc hơn là cái giá Bitcoin tại vì công ty đi thu mua Bitcoin sau đó đưa cho công ty Grayscale sau đó họ lấy cổ phần đó bán cho một nhà đầu tư thứ ba nữa nhưng mà cái nhà đầu tư thứ ba đó phải trả cái phần là 16% nhưng chúng ta trở lại ngày 24 tháng 1 đi thì phải trả hơn 16% để có thể là mua cổ phần đó Tại sao họ lại chấp nhận trả hơn như vậy Thì thường đã chia sẻ trong những video trước đây đó Họ chấp nhận trả hơn cái phần trăm để có được cổ phần Tại vì thứ nhất họ không cần phải tự đi thu mua bitcoin thứ nhì nữa họ không cần phải quan tâm đến là làm bị với công ty rayscale họ không cần phải quan tâm đến là lưu trữ như thế nào vân vân họ chỉ cần là thu mua lại cái cổ phần này trên thị trường mà thôi cho nên những người mà đi thu mua bitcoin đưa cho công ty rayscale sau đó bán cổ phần đó họ được cái phần lợi này cho nên họ mới tiếp tục đi thu mua bitcoin để mà đưa cho công ty rayscale và cái người mà đi mua cổ phần của công ty rayscale thì những người đó đó thì họ không quan tâm đến là họ mua với cái giá cao hơn là giá bitcoin thực sự tại vì đó với họ chỉ họ đầu tư một triệu đi thì họ mà được cái phần lời là 10% tại vì giá Bitcoin tăng 10% thì họ lên 100 ngàn cho dù là họ lấy một triệu để đi mua Bitcoin thì cũng lời con số giống như vậy mà thôi cho nên đối với họ con số không quan trọng cái phần trăm mới là quan trọng tại vì họ cũng đầu tư cùng một số tiền mà thôi cho nên mua cổ phần của Trayscale mắc hơn là giá bên cho thực sự hay là mua Bitcoin thì cũng giống nhau đối với họ tại vì cái phần trăm khi mà họ tính ra đô la thì cũng giống nhau tôi hy vọng là các bạn hiểu cái cách hoạt động của quỹ đầu tư Rescale này tại sao mà lại lợi hại như vậy, tại sao mà rất nhiều người quan tâm đến. Trong thời gian ngắn công ty Rescale này đã đi từ 2 tỷ đô la mà đi lên tới con số là các bạn có thể nhớ là gần đây nhất thống kê thường nhớ là đã hơn 40 tỷ đô la đang đầu tư, đang được quản lý bởi công ty Rescale này.